Chạy gà Bà Rịa xin chào tất cả những anh em đam mê. Thì lời nói đầu tiên thì cho chạy gà Bà Rịa xin cảm ơn tất cả những nền tảng internet, YouTube, và cảm ơn tất cả mọi người trong suốt mấy hôm qua nay thì nhắn tin và bình luận thì rất là nhiều, và cảm ơn rất là nhiều, thành thật biết ơn tất cả mọi người. Thì mình cũng hứa thì cũng thời gian không sớm, không lâu nữa thì mình sẽ xuất hiện khuôn mặt trên kênh. Thì mình đang làm những chút xíu những cái thủ tục cũng như là đăng ký giấy phép kinh doanh, thì khi cái đó đầy đủ rồi mình sẽ xuất hiện trên kênh cùng các anh em để giải quyết những cái vấn đề cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm, những gì mình từng có, những gì mình từng trải, những gì mình lâm sàng, những gì mình học được, thì có thể giúp được gì cho ai đó, giúp gì cho các anh em, và đặc biệt là trong cái môn chơi cũng như cái những ngành nghề chăn nuôi. Thì nói chung ra thật sự thì mình cũng không phải là giá trị gì to lớn, mà cũng không phải dạy bảo gì ai cả. Mình đi tìm kiếm những cái vấn đề và giải quyết những vấn đề và những cái góc khuất của chăn nuôi. Và đặc biệt là khi anh em du nhập những con gà ngoại nhập hoặc là trong quá trình lai tạo thì nó gặp rất nhiều là bất lợi. Từ khâu chăm sóc và khâu trứng, khâu mùi, khâu chuồng trại, khâu xử lý nấm mốc, rồi phải buộc sử dụng kháng sinh. Nhưng mà anh em có biết không, khi mà sử dụng cái lượng kháng sinh quá nhiều trong con vật nuôi thì nó sẽ gây ra những cái tác dụng phụ cực kỳ là nguy hiểm, và hàm lượng kháng sinh rất là lớn trong cái cơ thể con vật nuôi cũng như là con gà. Thì mình từ đó những cái nguyên nhân mà gây ra thì mình tự hỏi còn cách nào thay thế thuốc kháng sinh không, và còn cách nào để ngành chăn nuôi cũng như là những người đam mê như chúng ta cải thiện, ít tốn kém chi phí mà giảm những cái công đoạn thừa. Thì mình lại một lần nữa đi tìm những giá trị. Thì mấy hôm nay thì cũng thật sự thì cảm ơn rất anh em rất là nhiều. Thì mình cũng thường hay nói anh em có lòng tin nơi bản thân và có lòng tin nơi chợ gà Bà Rịa thì anh em sẽ có những được đón nhận những sản phẩm như thế này. Thì thật sự là mình cũng chưa chính thức chào bán, thì nhãn mác đầy đủ, công dụng thành phần rất đầy đủ, rồi mình sẽ đăng ký giấy phép kinh doanh. Tại vì mình thường hay nói trên kênh là mình tuân thủ đạo đức, tuân thủ pháp luật mình làm. Thì hiện nay thì mình cũng biết rất nhiều anh em có những cái sản phẩm mà in ấn nhưng không có giấy phép kinh doanh, nhưng mà mình phải đi trước, mình phải có giấy phép kinh doanh, có thể là có hóa đơn đỏ, đằng sau này mình là một công dân làm nghĩa vụ thì buộc phải đóng thuế cho nhà nước. Thì mình đang làm, và chắc cũng là sớm thôi thì có giấy phép kinh doanh. Còn khi sau giấy phép kinh doanh xong, mình sẽ đăng ký cục sở hữu trí tuệ. Nhưng mà cục sở hữu trí tuệ thì nó rất là lâu, 1,5 năm đến 2 năm mới có. Nhưng thôi, dù sao có những giấy tờ về mặt pháp lý mình cũng yên tâm sản xuất và gửi đến anh em những giá trị. Thì mình đi tìm giải pháp, tìm những vấn đề rồi đưa ra những giải pháp thì cho anh em, chứ không phải mà tự khi không mà nhảy bổ vào. Tại vì những cái này thì mình cam kết và chịu trách nhiệm về sản phẩm, về chất lượng, cũng về cách làm. Anh em chỉ còn hành động, suy nghĩ anh em thì hành động thì anh em sẽ có. Thì ở đây mình nói đôi lúc có những cái va vấp thì anh em cũng thông cảm, tại vì mình không có ekip, không có kịch bản, nên mình nói nhớ tới đâu nói tới đó, nói với những ngôn từ thật từ trong đáy lòng, chứ không phải nói về hoa mỹ hay những ngôn từ mà chuyên môn quá thì anh em sẽ không biết. Thì thôi, biết tới đâu nói tới đó, làm tới đâu thì sẽ hướng dẫn anh em tới đó. Thì thật sự thì hôm nay mình lên một cái tiêu đề và cái nội dung nó như thế này: làm thế nào anh em
cung cấp những vi lượng vitamin tự nhiên cho con vật nuôi, gọi là sinh tố trái cây đó anh em. Thì hôm nay thì mình đang có làm một dòng sản phẩm sinh tố cho gà, sinh tố cho gà không chất cấm, không chất bảo quản, không chất cấm, không chất bảo quản. Thì đây là những thành phần chính. Thì trước khi ra nêu ra những thành phần chính này thì anh em cũng có thể yêu cầu thêm một vài thứ gì đó vào đây, mình sẽ đáp ứng nhu cầu cho anh em. Thì thường thì mình thấy anh em cũng rất là vất vả bơm sinh tố, xây sinh tố, nhưng mà anh em xây chỉ được một hoặc hai thứ sinh tố, hoặc một hai thứ trái cây, vì anh em cho nó ăn, cho nó uống trong ngày, hoặc là để lại tủ lạnh thì rất là vất vả. Anh em nuôi 5-10 con, 20-30 con thì không sao, nhưng lên tới 5-70 con, 100 con thì làm sao anh em có thể chăm sóc một cách dễ dàng nếu không có nhân công. Ở đây mình đặc biệt mình không có nhân công, chỉ một mình duy nhất đảm nhiệm mọi trọng trách, trách nhiệm cũng như là chăm sóc con gà, và cũng như là một cái lò ống Bà Rịa. Mình tránh tránh né né chút nha anh em. Mình đang làm một cái lò này nè. Đó. Một mình một trại gà thì cũng không dám khoe khoang, như đổi là cái mái che thôi. Nhưng mà trước đây thì mình đã từng chăn nuôi những loại gà, loại vịt rất là đông, nên mình mượn đó làm cái kênh trại gà Bà Rịa luôn. Thì ở đây mình không có nhân công, chỉ có một mình duy nhất vẫn làm việc bên ngoài 8 tiếng. Đó, và một lò như thế này. Đó là cái tên thương hiệu của mình. Ha, để quay lại vấn đề đi thì mình đã giải quyết đó sao. Thì nói chung là cái vấn đề anh em cho nó ăn thì cái hàm lượng, cái dinh dưỡng mà vitamin tự nhiên thì anh em chỉ có một hoặc hai thứ thôi. Còn ở đây mình sẽ gom, mình sẽ gom thành phần như nè: ổi, cà rốt, ớt chuông, bơ, thơm, sâm và chuối sứ. Ở miền Đông của các anh em là chuối sim đó, miền Tây của các anh em gọi là chuối sim đó, còn miền Đông mình gọi là chuối sứ. Cỏ mực và cây an xoa. Thì anh em cũng có thể lấy những thành phần và những cái loại trái cây này tra cứu Google. Mình là đã tra cứu Google rất kỹ và mình đã sử dụng cũng rất là nhiều trên con người và trên vật nuôi, thì mình thấy rất là tuyệt vời. Hầu như nó cung cấp một lượng vitamin tự nhiên. Khi mà lượng vitamin đầy đủ cho con vật nuôi thì đồng nghĩa với sức đề kháng, nó sẽ loại bỏ những căn bệnh thông thường và cho một cái cơ thể khỏe mạnh. Thì hầu như tất cả anh em chúng ta đam mê chơi cái môn này á, chỉ con gà mà khỏe mạnh từ nhỏ đến lớn thì anh em sẽ thấy cái quá trình nó thể hiện, trong suốt cái quá trình nó thể hiện cho anh em thấy rõ. Sau quá trình mà nó khỏe lên thì lúc đó anh em sổ sẹt, anh em thấy nó sự khác biệt rất lớn. Thì ở đây mình muốn nói và nêu lên những cái gì mình đã từng làm, từng trải nghiệm. Mình không quan trọng các anh em chơi nhiều hay chơi ít, chơi lớn chơi nhỏ, nhiều gà hay ít gà không quan trọng. Cái quan trọng chúng ta chăm sóc nó như thế nào, chăm sóc nó như thế nào. Chứ còn mỗi người mỗi cách chơi. Cuộc đời chúng ta thì chúng ta phải tự trách nhiệm và chịu trách nhiệm cho bản thân, chứ không ai xúi cấm. Còn đây là những kiến thức và những cách làm của mình muốn chia sẻ đến cho anh em thôi. Thì anh em thấy hay, hữu ích thì anh em cũng có thể chia sẻ, lan tỏa, đăng ký kênh để đón những cái video sớm nhất từ trại gà Bà Rịa. Thì thật sự thì mình làm cũng đa nền tảng. Thì từ từ giới thiệu, chứ giới thiệu nhiều quá anh em nói cái thằng này nó bia giới thiệu quá. Anh em cũng thông cảm. Thì mình muốn chia sẻ cho anh em về vấn đề này thôi. Thì nói chung là thật sự thì cách sử dụng rất là đơn giản. Thì công dụng nó đầy đủ, vitamin tự nhiên. Thì hướng dẫn sử dụng thì chọn khoảng chừng 20 đến 25% gì trên một ký thức ăn. Thì nói chung là bảo quản cũng được 3 tháng.
Nhưng mà trong chăn nuôi với trong cái môn này thì anh em chúng ta cho nó ăn cũng lẹ mà. Và cái đặc biệt hơn nữa, mình muốn nói đến cho tất cả các anh em chơi cái môn này phải chắc chiêu, phải có kiến thức. Ở nhà mình làm thế nào tốt nhất cho con gà thì hãy làm ngay từ lúc nó còn ở nhà, ở trại chúng ta. Làm cái gì tốt nhất cho nó thì làm. Chơi cái môn gì hay là làm bất kỳ chuyện gì, chúng ta cũng phải có sự đầu tư cho nó mới sinh lợi. Đầu tư cho nó, làm gì tốt nhất cho nó thì làm. Đến khi mà chúng ta buông đuôi thì coi như tự nó giải quyết số phận của nó. Nó khôn, nó hay thì về chúng ta chăm sóc tiếp. Còn nó không khôn, không hay thì nó tự nằm lại trường. Để mình nói cho anh em rõ cái vấn đề mà mình đã từng. Đây là cái quan điểm riêng của trại gà Bà Rịa. Chơi trong kiến thức, chơi trong đẳng cấp. Té chỗ nào đứng lên chỗ đó. Thắng hay thua, mình đều phân tích cả. Làm thế nào mình thua, thua bằng cách nào, làm sao mình thắng, thắng người ta được ở chỗ nào. Lúc đó thì trại gà Bà Rịa mới rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm để đúc tỉa trong cái môn chơi này. Thì thật sự mình cũng không phải là idol hay là tiếng tăm gì cả. Mình chỉ khu vực phường xã sớm thôi anh em ơi. Thì đó, đây là dòng cái sản phẩm. Và hiện tại trên bàn mình cũng là ba sản phẩm để gộp chung để anh em đỡ được cái công chăm sóc, thì bằng cách là chúng ta có thể cho ăn trộn chung tất cả lại cho ăn, cứ thế mà xong là đỏ vợ giảm rất là nhiều công đoạn thừa hay gì phải băm đốt nhét. Mình nói thật với anh em, chứ nói với con gà của anh em có nhiều con hả, anh băm đi, anh trộn đi, anh đúc, anh nhét đi, nó sợ luôn. Thậm chí anh băm 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 anh vô cho nó ăn, nó lựa ra nó bỏ hết. Thì từ chỗ đó mình mới ra loại dòng sinh tố như thế này. Thì đây là một chai 1 lít nha anh em, để chai 1 lít đóng gói bao bì đầy đủ đó. Mình sẽ đi đăng ký giấy phép kinh doanh rồi mình làm luôn cái con dấu để mình đóng cho ngày sản xuất đó. Đóng cho ngày sản xuất trên đây đó, hàng sử dụng ngày sản xuất thì nó kể từ 3 tháng, khi nào mình xong mình xuất đi thì mình đóng cho anh em cái dấu. Thì mấy hôm trước thì bình thường hay làm những cái clip mà làm thế nào không, mình đưa ra những cái vấn đề để cho anh em có thể nắm được là những cái vấn đề đang khó khăn trong chăn nuôi thì mình sẽ có giải pháp. Thì mỗi clip đó, thì mình cũng không được quay nhiều, giới hạn cỡ 15 phút để lại cho anh em tiện theo dõi, tại vì lượt đăng ký nó ít quá, mình cũng chưa có thể nào livestream được trực tiếp cùng anh em. Thì cũng nhờ tất cả những anh em chia sẻ và đăng ký kênh để cho lượt kênh đi phát triển, thì rất là thật sự là mong cảm ơn anh em để có những cái đoạn clip rất thật dài và đăng ký kênh thật nhiều thì mình mới có thể livestream được. Còn bây giờ thì lượng đăng ký rất là ít, nhưng đối với mình cái lượng đăng ký ít hay nhiều cũng không quan trọng, quan trọng mình được livestream cùng anh em được nhiều hơn, để chia sẻ nhiều hơn chứ không phải là để bật kiếm tiền. Thì anh em cũng thông cảm. Thì nói tới đây thì cũng mong anh em có thể chia sẻ lan tỏa những sản phẩm như thế này. Thì sản phẩm này hôm trước thì mình có làm sơ thì anh em cũng đã thấy rồi, nó còn nhiều tính năng nữa thì mình sẽ chia sẻ sau. Và để nói lời cảm ơn tất cả những anh em thì mong anh em cũng có thể chia sẻ và lan tỏa những video này, mình hoàn toàn chịu trách nhiệm những lời nói, ngôn từ, hành động cũng như là sản phẩm. Thì một lần nữa chúc anh em đam mê và thành công, gặt hái rất là nhiều sự may mắn đến với cuộc sống anh em. Thân ái và chào tạm biệt, hẹn anh em vào clip sau nha.